À, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta làm thế nào để mà từng bước để mà từ cái khâu chuẩn bị cho tới khâu lựa chọn cái thiết bị cho nó phù hợp để mà chúng ta đào côn. Thì cái công việc chuẩn bị chúng ta sẽ gồm những việc như sau. Đó là mình list ra đây cho các bạn xem để các bạn hiểu rõ nha. Chúng ta chuẩn bị là cạc, và đương nhiên phải tiền chứ, tiền để mua cạc. Rồi khi mà chúng ta được chuẩn bị cạc thì đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cạc phù hợp nha. Với túi tiền cạc thì chúng ta cần quan tâm những yếu tố như sau, cũng như là cái tốc độ để quyết định là nó đạt hay không, nó đào có năng suất hay không á. Nếu mà đào mà giải thuật toán thì người ta sẽ quan trọng cái tốc độ gọi là hash rate. Thì tùy vào loại cạc mà cái tốc độ hash rate của nó cũng sẽ khác nhau. À, ví dụ như theo giá thời điểm bây giờ có rất nhiều loại cạc để chúng ta lựa chọn, và chúng ta chọn cho nó đúng với loại cạc cái đó. Thì để mà lựa chọn cạc và tìm hiểu cái tốc độ hash rate của nó, chúng ta sẽ vào trang này Customize, các bạn vào GPU nè. Thì chúng ta sẽ tính là những cái cạc nào mà cái hash rate nó cao thì chúng ta lựa chọn, và những cái thuật toán nó đào được. Ví dụ như cái cạc mà random, cái này chip xếp qua AMD nha, 380 4G. Chúng ta lăn xuống, chúng ta sẽ xem này, đây là những thuật toán nó đào được nè, ETC nó đào được nè, và một ngày nó sẽ đào được đó là 0,83 đô. Đây là cho một cạc nha các bạn, một cạc thì nếu 8 cạc thì tương đương chúng ta sẽ làm được 8 đô đó. Và chúng ta cũng có thể tính được đó là nó đào ok hay không rồi này kia đó, chúng ta vừa dựa để chúng ta tính. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải tính một cái giá của nó, à cái cạc này á thì cái giá nó bao nhiêu tiền, và thời gian hòa vốn của chúng ta là bao lâu, và những cái thuật toán nó đào là cái gì. Cái đó là cái vấn đề tương lai, là tốc độ đào này, giá mua này, thời gian hòa vốn nha, và tương lai của nó là đào được bao nhiêu loại là coi nha các bạn, là coi. Thì đương nhiên nó đào được nhiều loại coi chúng ta sẽ có lợi hơn. Ví dụ như giả sử cái đồng coi này á, ví dụ như mình đang nói cái đồng ETH đi, ETH nó không đào được, hoặc là đào nó chua quá, giá nó thấp quá đi, một ngày nó thu lại ít quá đi, thì chúng ta sẽ đào đồng này nó có vô vàn đồng chúng ta đào đó. Ví dụ chúng ta có thể đào ra bên coi rồi này kia rất là nhiều đồng đó. Đó thì chúng ta xem bên này là cái phần thuật toán của nó nè các bạn, nó giải được bao nhiêu thuật toán. Đây là một thuật toán này, hai nè, ba nè. Với mỗi thuật toán thì cái công suất nó sẽ khác nhau nha. Đó, ví dụ nó đào thuật toán này thì cái công suất nó là nhiều, nó đào ví dụ như auto light code này, thì cái thuật toán này thì nó giải được đó là tốc độ của nó là 33 Mbps/s. Và nếu chúng ta lắp một dàn 8 con thì chúng ta sẽ nhân cho 8, cứ thế thôi, nó đơn giản thôi. Ví dụ như ETH, tức là cái thuật toán để chúng ta đào cái đồng ETH á, thì nó đào không được, cái này là không các bạn ơi, này là không đào được nha. Còn ETH 4G thì được 19 mê đó, hoặc là X 16R thì nó được 4 mê đó. Thì chúng ta lựa chọn để chúng ta biết được những cái đồng này thì sao, ở giá nó làm sao, đào một ngày được nhiêu tiền. Bên này là đã có liệt kê đây, nó có sẵn rồi. Chúng ta sẽ nhìn bên đây, và cái phần bên này thì chúng ta biết được thuật toán để chúng ta đưa ra cái quyết định chúng ta nên loại mua cái loại cạc nào, mua cái loại cạc nào cho nó phù hợp. Tương tự như vậy này, ví dụ chúng ta cũng thấy xem giá này, chúng ta copy cái này. Chúng ta lên Google và search. Thì chúng ta sẽ thấy nè, giá này chỉ 8 nè, 9 triệu nè, đúng không? 9 triệu đây là bù nguồn. Rồi cái cạc này thì RX 380, cái này 270 nha, cái này 270 là khá nha. Này mình đang nói là 380, 390 cũng được, 350. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ các bạn vô đây hỏi thử nó có bán hay không. Thật ra bây giờ kiếm chặt, chu lắm, không có ai bán đâu. Giờ nó đang hot mà, mua cũng khó, chứ không phải là dễ. Tương tự như cái cạc này chúng ta sẽ xem. Đây là những thuật toán nó đào ra khá là nhiều thuật toán nha, và đương nhiên là ETH là nó không nào được này, này là chua nè, bỏ này. Mà đồng Ethereum hiện tại giờ nó mới ngon nhất, tức là cái đồng ETH là ngon nhất, mà trong khi nó đào không được thì cũng muốn cái đồng này cũng trả nhiêu tiền. Ví dụ như cái đồng này được như ngày được 0,79, mà tiền điện của nó mình tính tính tiền điện nha, tiền điện thì chúng ta sẽ tính là nó bao nhiêu watt, mình xem cái phần trên nè. Muốn biết chính xác nó tốn bao nhiêu điện, các bạn sẽ vô một một mà chúng ta đào, ví dụ như cái đồng này nè, 80W, 70W, 80W, 60W đúng không? Thì chúng ta sẽ xem thử. Nói chung cao nhất là 80W đúng không? Cao nhất là 80W, vậy thì chúng ta sẽ tính 80W mà chúng ta nhân cho 24 tiếng. Đúng không? Chúng ta chia hàng ngày thì một ngày nó khoảng tầm hai cái điện mà chúng ta nhân 2,5 thì nó tương đương là 5.000 đồng. 5.000 đồng mà chúng ta đào cái đồng này thì chúng ta được 0,79 đúng không? Tiền điện mất 5.000 nha, 0,79 chúng ta nhân cho giá 23.000 là giá đô, 18.000
chúng ta trừ cho 5 ngàn thì một ngày chúng ta được 13 ngàn đúng không? 13 ngàn mà chúng ta nhân cho 8 cạn thì một ngày chúng ta kiếm được 100 ngàn. 100 ngàn đã trừ chi phí tiền điện thì cũng được. Đó thì nếu mà chúng ta tiền chúng ta vừa đủ hoặc là cái ngân sách chúng ta tính kiểu như vậy thôi thì chúng ta có thể lựa chọn cái cạc này đúng không? Cạc là 1050 TI. Còn nếu mà chi phí chúng ta cao hơn, chúng ta có thể đầu tư cái cạc, những cái cạc cao hơn, ví dụ như mình đang xài cái cạc này, chúng ta càng lên cao thì chúng ta sẽ thấy nè. Cái số đồng mà nó đào nó cũng sẽ nhiều hơn và cái thu nhập nó cũng sẽ cao. Ví dụ như giống như thằng này nó đào được ETH này, từ cái dòng này là nó đào được ETH này. Mà khi nó đã đào được ETH thì các bạn thấy cái giá tiền nó sẽ cao hơn, một ngày nó được nhiều tiền như này. Hồi nãy mình đang tính là một ngày nó chỉ có 0.6 mấy thôi mà mình đã có ăn mà đúng không, ngày cũng kiếm được 100 ngàn nếu 8 cái cả. Còn trong trường hợp nếu chúng ta chơi 1060 bắt đầu cái ngưỡng mà chơi được ETH nè, cạc này đi đó, chúng ta vào chi tiết chúng ta xem cạc đó. ETH là đào được Ethereum á đó, chúng ta thấy nè. Rồi chúng ta sẽ lên chúng ta xem Ethereum nó đào ngày được nhiều. Cái này nó có đào được Ethereum không được kia ta. Nói chung nếu nó không được kia thì không sao hết, chúng ta có cách tính. Ở trong này nó có công thức tính luôn các bạn. Cạc này nha. Rồi, nhớ cái tên cạc đi. Rồi mình quay lại cái nãy mình đang nói là dở là cái đoạn là cái cạc 1060 TI đúng không? Chúng ta vô đây là chúng ta xem chi tiết. Hồi nãy là cái kia mình nói rồi đúng không? Mấy cái cạc kia nó giống như cạc thứ á. Chúng ta xem ở đây. Nếu như ở đây không có cái dòng Ethereum thì chúng ta cũng không có sợ, tại vì quan trọng nhất thì chúng ta phải xem được là nó có đào được Ethereum không đã. Đó. Nó có tóc là có tiền này, có tóc và có tiền nha các bạn. Tóc này là gọi hash rate này. Đây là công suất này. Nó được 28 đúng không? Rồi chúng ta thoát ra. Rồi chúng ta vô lại phần ETH nha. Rồi chúng ta nãy giờ chúng ta tóc của nó là 28 đúng không? Nguồn nó 80 đúng không? Chi phí tiền điện là 0.1 nè. Rồi phí mà cái sàn nó sẽ thanh toán chúng ta mỗi ngày nó chặt phí chúng ta bao nhiêu phần trăm. Thì mình xài Binance thì nó phí nó 0.5. Rồi chúng ta sẽ xuống hành chúng ta tính. Rồi khi chúng ta tính xong chúng ta sẽ biết được ra là một ngày nó thu nhập bao nhiêu nè. Chúng ta kéo qua đây chúng ta xem. Thì một ngày nó kiếm được đó là tiền điện nó khoảng tầm 0.21 đô. Đó, và là 4-5 ngàn đó. Là đây là cho một cạc nha. Và cái tiền mà chúng ta kiếm được một ngày là chúng ta được 1.8 đô. Rồi chúng ta rồi mọi cái tính chúng ta tính. Một cạc một ngày 1.8. Chúng ta nhân cho 8 cạc thì một ngày chúng ta kiếm được 14 đô. Chúng ta nhân cho 23 đi. Thì một ngày chúng kiếm được 331 ngàn. Nhưng mà cái này là đây là đang nói là trên lý thuyết nha. Còn thực tế đó, không thể nào chúng ta đạt được như vậy. Tại vì nó lệ thuộc vào cái thời điểm mà cái ví dụ như hash rate 28 mà mình nhân cho 24 tiếng, nhân cho 8 cạc, lúc nào cũng đạt được 28 thì cái giá tiền nó là như vậy. Nhưng mà trong thực tế khi mà máy đầu nó chạy, các bạn nhìn vào cái màn hình chúng ta sẽ thấy được có cạc có thể 21, có cạc 22, có cạc 23, cạc 24, cạc 25. Nó không thể nào nó ổn định là 28 từ khi cái cạc đó cạc mới. Còn cạc cũ thì nó sẽ lên xuống. Và cái giá tiền chúng ta đạt ở cái ngưỡng là ví dụ như là khoảng tầm 1.2, 1.3 gì đó là mừng lắm rồi, chứ không phải như lý thuyết đâu. Lý thuyết thì lúc nào nó tính mặc định là máy chạy mất công suất, lúc nào cái tốc nó đạt được như vậy thì chúng ta mới ăn được cái giá như vậy, chứ không phải lúc nào nó cũng được đâu nha. Nên chúng ta tính khoảng tầm 1.2 là 1.3 thôi là mừng lắm rồi đúng không? Chúng ta tính vào 1.2 đi, đó là từ chi phí tiền điện luôn rồi đó. 1.2 chúng ta nhân cho 8 cạc, chúng ta nhân cho 23 ngàn thì lúc này chúng ta được 220 ngàn là mừng lắm rồi đó. Cứ một tháng thì chúng ta được 5 triệu đối với cái cạc này. Cái cạc mà nãy mình nói là cạc ba lại cái cạc này nè. Và mình phải tính được cái giá tiền mua nó bao nhiêu và nó đào được bao nhiêu loại. Chúng ta xem đây, đào rất là nhiều loại nha. Lời coi này đứt thì coi khác, coi này đứt thì độ thì khác, cái nào cũng có ăn đó. Quan trọng là ăn ít hay ăn nhiều là tùy các bạn thôi. Có những đồng nó đào rất là thấp nha, mấy cái đồng này là âm nè, là đào mấy đồng này lỗ nè, mấy cái đồng này là thua rồi, mấy cái đồng là đồng âm là vứt rồi nè. Đó, cái đồng này dương mới được, nhưng mà dương ít quá cũng lỗ nha, tại vì tiền điện chúng ta mất 5.000 đồng rồi. 5.000 đồng này tương đương với là 1/4 đô đúng không, là 0.25 đô rồi. Nếu mà chúng ta đào được 0.25 đô là cái này quỳ giống với tiền điện rồi. Chưa lỗ đó, 0.25 lỗ nè, nói là lỗ. Từ tiền điện nó không còn có ăn là thôi, khỏi cái máy. Mấy cái này lỗ nè. Từ bắt đầu chúng ta khoảng tầm 0.5 thì chúng ta được là nửa đô thì 8 cạc, 5.840 chúng ta được 4 đô ngày, nó thì cũng được. Cho nên là chúng ta phải chọn cái đồng nào cho hợp lý để chúng ta chọn để chúng ta đào. Cái đó gọi là bước lựa chọn cạc. Đó thì thứ nhất là tốc độ rồi. Và cái cách kiểm tra thì các bạn có vào cái trang mà Watchmai này, trang có chứ là tắt vào mặt á thì coi cái đồng coi nha và giá thị trường.
giá người đang coi và tốc độ này kia, nói chung là tất cả mặt đó ở đây chúng ta lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong thì chúng ta quyết định tìm chỗ mua, rồi sau khi tìm chỗ mua xong chúng ta mua vàng chúng ta chạy thôi, nói chung vậy thôi. Còn cái đó là bước lựa chọn. Không, cái bước thứ hai này chúng ta set up máy cho nó rõ về lý. Cái máy thì nó có những bước như sau: cài hệ điều hành trên USB nè hoặc SSD, HDD cũng được nha các bạn, HDD cũng được. rồi cài điều hành xong, tạo ví chắc phải bước hai, cái này bước ba đây ha. Bước hai chúng ta tạo ví ở những sàn uy tín, mình tính ví dụ như là Binance chẳng hạn. Binance. Rồi tin đăng ký thì mình để có tả nha. Rồi sau khi có ví, các bạn set up máy, cài hệ điều hành. Cái này thì thông thường chúng ta sẽ cài Linux. Tại sao chúng ta phải xài Linux? Linux nó là điện hơn. Vậy Windows thì đồ họa nó nhiều nên là dẫn đến nó hao điện hơn. Mục đích chúng ta làm cái đào Bitcoin này là chúng ta làm sao để giảm chi phí tiền điện, và trừ chi phí tiền điện ra chúng ta vẫn còn có lời. À, cho nên là cái tiền điện là cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà bạn lắp điện năng lượng mặt trời thì nó mà không nói. Nhưng mà chúng ta xài điện nhà thì chúng ta cũng phải lưu tâm vấn đề đó. À, cho nên chúng ta cài Linux, thứ nhất chạy nhanh, ổn định, điện ít. À, cho nên đó là ưu tiên hàng đầu. Sau khi cài Linux thì các bạn sẽ chọn những chọn chọn cái hệ điều hành có kết hợp tool nào là cái quan trọng. Tại vì cài Linux không mà xong mà không có tool nào thì cũng như không, cho nên là cái Linux đó nó phải có cái tool nào cho các bạn đó. Xong rồi lựa chọn bool tức nghĩa là cái hậu ấy, dành cho những người nào. Lựa chọn cái bool nào mà thanh toán trong ngày, thanh toán nhanh, không giữ lại nha, giữ lại lâu. Rồi phí thấp. À, phí nó thấp là ok. À, chúng ta chọn rồi xong chúng ta add cái ví, chúng ta add ví ở bước 2, tức nghĩa là bước 2 là bước là tạo ví vào tool nào chúng ta chạy thì bool nào thì chúng ta nhập vô, để bool nào thì nhập vào, nhập đường liên kết vào, đường liên kết kết hay gọi là link link bool vào. Rồi bước thứ tư đó, tôi giá ngoại tệ cái đồng mà chúng ta đào, ví dụ ở cái HT ra, cái này là mình đang đợi nha, xem giá cả thị trường, nếu thấp không có ăn đổi đồng. Lưu ý là không được đó là cứ cắm chạy hoài nếu quá lỗ tiền điện nha, nên phải coi coi kỹ. Rồi bước năm cũng khá quan trọng, bước năm là chúng ta sẽ bảo dưỡng nó tốt, vệ sinh hút bụi cho cả máy tính đó. Dễ chứ thấy đầu có tiền cái đầu có tiền quá là cứ đào hoài mà không bảo dưỡng bao tiền máy thì máy nó banh thì chúng ta lỗ đó. Cái này là nhiều người bị dính lắm này, ăn hoài phải nghỉ hoài, nghỉ bữa vệ sinh đó, này chúng ta phải tính. Rồi còn những bước sau đó là cái cách mà rút tiền về ví thì mình cũng đã có rất nhiều video rồi. Sau khi tiền về ví rồi á thì chúng ta có thể tính là nên rút hay để đợi có giá bán, cái đó là tùy vào các bạn. Còn các bạn muốn ăn chắc thì tiền về ngày nào rút tiền ngày nấy thì cũng được, cái đó là tùy vào chúng ta, chứ mình không có nói là nên để hay là nên rút, đó là tiền các bạn nha. Còn tiền thì các bạn đã thấy rồi, trong ví Binance chúng ta vô ví Binance chúng ta kiểm tra, nếu mà ví Binance nó lên thì ngày nào nó cũng lên á, tháng này nó lên, thích thì rút, không thích thì để, kẹt quá không có tiền nạp cạp thì rút, không có tiền mua đồ ăn thì rút, không sao hết, thích thì cứ để ngày mai nó lên, ví dụ như là giá nó đang ngàn 5.000 đô đi chẳng hạn, bây giờ tự nhiên nó bữa sau lên 6.000 đô bán thì đừng có phải lời hơn rồi, hoặc là nó xuống thấp quá cũng nên bán luôn, chứ nhiều khi chúng ta cứ ôm biết lẽ nó không lên sao, đúng không? Đó là chuyện đó là nó liên quan tới vấn đề đầu tư rồi. Còn cái chuyện mà đào đây là chúng ta làm công ăn lương, được tiền nhiều hay ít đó tùy chúng ta, thích lấy rồi bây giờ là mai mốt rồi lấy, đó tùy chúng ta. Còn đầu tư thì mình không có biết, mình không có rằng, mình không dám chia sẻ mấy vấn đề đó. Riêng vấn đề đào thì nó là như vậy thôi. Rồi vấn đề giá ETH thì chúng ta sẽ xem ở đây, chúng ta vô cái trang coi chart, trong coi này trang này là lớn, không có tất cả quan tâm mấy ngàn loại coi này, chúng ta kiểm tra giá hiện tại của nó là 91 triệu này, BTC thì giá của nó hiện tại là đang tỷ mấy này nha, BTC đó, giá ETH các bạn thấy không? Lúc mà lên nè, lúc mà xuống chúng ta mức độ thấp này đó, nó có 89 triệu, lên đỉnh của nó là tới 91, 94, cái đây nó khoảng tầm 91. Nếu mà bán được cái thời điểm này thì ngon rồi, không chúng ta đợi ngày sau nó lên, nó dù vậy trong vòng 7 ngày thì chúng ta xem được này, cái biểu đồ nó theo cái xu hướng đi lên, nó vẫn đang lên, 1 tháng trước này nó vẫn là đang lên, 3 tháng trước thì sao, chúng ta có thể vô đây chúng ta xem, chúng ta có thể biết được này.
một năm vừa rồi thì sao? Từ thấp chủng dưới đây này các bạn, khoảng tầm nó lúc lúc đó nó khoảng tầm nó là có 9 triệu thôi, tới bây giờ nó lên tới 94 triệu. Nếu mà thời điểm này chúng ta mua thì giờ chúng ta bán cũng là lời lúc rồi đó. Nó bởi vậy từ thời điểm thôi, cho nên mà nói mấy cái thời điểm này chúng ta đào Bitcoin ta lỗ nè, lỗ sạch máu nè, lỗ tiền điện, lỗ từ lưu các bác hết. Nhưng mà lúc này chúng ta đào thì lại ngon nè, cái thời điểm này đào nó ngon. Nó bởi vì nó ngon nên mình mới chia sẻ với bạn để các bạn thấy là có nên đầu tư chơi không hả? Nhưng mà chơi thì đương nhiên hết thua thôi, biết đâu năm sau nó lại xuống nữa, nó xuống bằng cái này thì chúng ta cắt thôi, cắt máy chúng ta nghỉ chứ cũng chả có vấn đề gì. Vậy là coi như mình đã nói được những bước, tất cả những bước như vậy. Và trong từng bước như thế này là các bạn chưa hiểu bước nào thì có thể comment, mình sẽ làm cái video mình hướng dẫn chi tiết từng bước đó, tạo sàn như thế nào, để link rồi setup máy làm sao, chạy được hành gì, rồi USB nó chạy, rồi tích hợp tool nào nào, chạy tool nào có lý, chạy bull nào có lý, rồi ác ví vào ác ví làm sao, rút tiền về tải như thế nào, cái bước bốn này rút tiền đi. Tại vì anh em quan tâm rất là về làm xong rồi tôi phải rút tiền, tiền có video rồi ha, video hướng dẫn mình để link mô tả nha các bạn, ok. Ở đây là bước năm nha, chào rồi thôi, nói chung vậy là hết bài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, và có thắc mắc gì thì để comment để mình sẽ chia sẻ mình chỉ từng bước cho nó rõ ràng hơn để các bạn làm cho nó tốt, tránh cái tình trạng mà đầu tư tiền không đúng, mua cạc sai, chọn mua sai, rồi chọn sàn không uy tín, rồi nó dẫn đến nè nó sẽ lỗ tiền điện của các bạn thôi chứ không trả tới gì hết. Còn nếu mà chọn sai cạc thì bước chọn cạc là bước quan trọng nhất nha, chúng ta chọn sai cạc thì đồng nghĩa với tiền mất tật mang luôn rồi đó, chúng ta vứt cái cạc thôi chứ không làm được gì, chúng ta bán lại nhiều khi lấy quá chúng ta bán lại lỗ nữa, chúng ta lỗ tiền vật tư. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình chia sẻ những video sau nó chi tiết hơn, còn đây mình đang nói về vấn đề tổng quan của đào côn như thế nào thôi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.